Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục lên chia sẻ một bạn những điều sáng tạo, kênh sáng tạo của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái điều mà một cái sáng tạo cũng không phải là sáng tạo cho lắm, nhưng mà cái này có thể là giúp ích cho mọi người. Cái này các bạn trẻ hiện nay cũng không quan tâm cho lắm đâu, nó cũng không có gì quan trọng, nhưng mà đặc biệt dành cho những ai mà quan tâm thì có thể làm theo, cải thiện được cái sáng tạo. Thì chủ đề hôm nay là một chiếc radio rất là cũ thời thời xưa. Radio này mình mua cũng lâu bạn, và nhà có những người già bạn thích những chiếc radio này lắm, mặc dù trẻ hiện nay nó xài những chiếc smartphone như thế này, mạng tin tức đầy đủ. Đối với người già các bạn không có thích xài điện thoại, người ta chỉ thích chiếc radio như thế này thôi. Nhà mình cũng có cha mẹ cũng thích xài radio lắm, nhưng mà radio này các bạn, người già bắt radio á, người ta ghiền nghe đài á, có thể người ta bắt một cái kênh thời sự nào đó người ta nghe có thể là 4 5 tiếng. 4 5 tiếng mà các bạn xài trong vòng nửa tháng, không tới nửa tháng nó sẽ hết hết pin pin trong này. Mình hồi đó mình cũng thích nghe radio đó, mà còn đi học, thời đó đi học rồi đâu có điện thoại xài đâu, không có điện thoại gì hết, không có cờ bắp hay là không có smartphone nữa. Thích chiếc radio lắm, radio này nó quan trọng hơn cái đầu đĩa của mình đó, tại vì radio này nó cập nhật tin tức hàng ngày cho mình. Nhưng mà hiện nay thì bớt xài ra, có smartphone bớt xài mà. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ chủ đề là về pin, pin trong chiếc radio này nè. Thì các bạn thì chiếc radio này, nếu như các bạn xài radio này xài pin pin ngõ, mà trong chiếc radio này nó mình đã xài pin kia, đã hết pin rồi, không không có xài pin kia nữa. Rồi giờ mình muốn kiếm pin kia test cho các bạn thử, mà cũng nhà mình giờ hết pin nó luôn rồi, nên là các bạn cũng cũng số người cũng biết pin đó, mà pin gắn cho radio này mạng nó cũng có. Đấy. Đây pin này là các bạn đó, cặp pin này đó, thời đó mua cặp pin này là 7.000, bây giờ không biết nhiêu, không có mua pin này nữa, chắc giờ cũng lên 10.000 mười mấy ngàn gì đó. Bạn xài gắn vô chiếc radio là một viên pin vậy. Cái radio này xài một hai hai viên pin, một viên là 1.5 V, hai hai viên là 3 V, cấp nguồn đủ cho cái radio này. Rồi ở đây mình chia sẻ là mình xài pin á, thì nó cũng không có nhiều tiền, nhưng mà mình xài tính ra số lượng, mà đối với người mà người già đi nghe radio nhiều á, một năm vậy là tính ra tiền pin radio này cũng cũng đủ số tiền để mình làm cái việc gì đó đó bạn, cũng có dư ra số tiền để làm gì đó. Anh hôm nay chia sẻ với các bạn về chủ đề này. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi vô từng bước. Radio này nó đầu tiên mình sẽ tháo chiếc radio ra, cái hướng dẫn trong cụ thể cho các bạn luôn. Khỏi thắt, khỏi thắt. Radio này nó có rồi, nó sẵn rồi. Khỏi thắt các bạn ơi. Đây đây đây.
Này, chỉ trong cái Zalo này nè, nó có một cái một đầu nè, một đầu là cực đây, đầu đầu này cực dương nè, ở bên đây cực âm có cái lò xo rồi, cực cực dương này thì nó có một cái miếng thép này, miếng trắng này là bạn. Rồi các bạn lấy một cái miếng đồng gì đó, cái miếng dây đồng á, cái hạn lấy món hàng chấm món hàng của mình không anh chị, hàng vô đây cho chín, cho có một cái cọng dây đồng lú ra gì nè, đó lú ra gì đó các bạn, dây đồng đó. Rồi cái lò xo này rồi để đi xong. Cái vấn đề chủ đề chính hôm nay á, cái nguồn cung cấp chính cho nó là một pin này nè các bạn, pin này nè, đây đây pin pin điện thoại, pin điện thoại này nó cũng có nguồn, có cực âm và dương là hoàng ba nguồn ba cực, nhưng mà cực giữa mình có xài chỉ là cực hai cực thôi. Trong pin này có ký hiệu ghi chú hết nè các bạn, cộng trừ đây chỗ này cộng trừ nè các bạn, ghi chú đúng cực. Về cái viên pin này mình đã test cho rồi, mức pin chuẩn của nó điện thoại mình xài á, là 3.7 V, mà pin trong radio này á, cái hai pin pin nãy mình nói là 3 V thì pin pin này nó chỉ hơn 0.7 V à. Với 0.7 V mình test thử mình hát cũng không có gì hết, nó không có làm hư cái này, nó không có nóng gì hết, hơn 0.7 nên là vẫn ok nha bạn. Rồi từ viên pin này á thì các bạn hãy làm kiếm một cái ra bên tiệm điện tử mua hai cái kẹp này về, kẹp này không có nhiêu tiền đâu các bạn, 2-3 ngàn một cây. Rồi các bạn lắp hai bên hai sợi dây điện màu đen màu đỏ, phân 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 biệt cho cái cực dương và cực âm, dương là đỏ âm là đen. Bây giờ tiến hành các bạn ấy mở hàng mình kỹ các bạn, mình hàng rồi mất thời gian kỹ luôn. Rồi bạn lấy mỗi hàng đó, hàng điện đây nè, sợi dây điện đây nè, một 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 sợi là hàng vô 1 m 2 m bìa nha, hàng vô nó phân ra cực dương hết rồi, hàng hai bên vô. À, hàng vô các bạn tránh cẩn thận, hàng mỗi hàng công suất nhỏ nhỏ thôi nha, cỡ 40 W thôi các bạn, hàng công suất lớn quá là nó sẽ chảy cái miếng đồng này ra là hư hư viên pin luôn các bạn, chú ý. Rồi đây 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 là sản phẩm hàng rồi nè, mình quấn băng keo hết luôn rồi nè, nó sẽ ra hai cực như thế này nè. Rồi lấy đồng hồ à, bé kế ra đo đó thì nó lên là 3.7 V, ok đó các bạn. Xong rồi đó, vậy là mình nói các bạn xong rồi đó. Vấn đề ở đây đó là mình sẽ nói thêm về cái phần pin này và cấp nguồn sạc cho nó làm sao. Giờ không có cục sạc đây à, khó quá các bạn. Giờ mình sẽ nói các bạn, đặc biệt những nhà mà những bạn nam á chắc sẽ biết là mình sẽ khi mình muốn sạc cho pin này nè, mình sẽ lấy cái sạc điện thoại của mình đó, ví dụ cục sạc nào cũ cũ đi còn xài được nhưng mà cũ rồi, các bạn cắt cái đầu sạc bỏ, cắt cái đầu mà chỗ ghim ghim vô đây nè, cắt bỏ cổng USB Migo đi, cắt bỏ cái đầu đó đi, các bạn sẽ lấy kìm tuốt dây ra, ở trong nó có hai sợi dây màu trắng, thường là màu đỏ và màu đen, màu đỏ là cực dương, màu đen cực âm, nếu như ai học chuyên ngành điện lấy ai kế ra đo chính xác hơn. Rồi thì khi nào cũng pin pin hết á, các bạn ghim chui vô và kẹp. À, cái này nè màu đen thì kẹp vô cái cọng dây màu đen của chu sạc, đỏ kẹp vào màu đỏ. Rồi sạc thì cái nhầm nhầm cái sạc điện thoại của mình nó có hai đèn, một bóng đèn led thiệt là nó có hai đèn hiển thị hai 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 màu khác nhau, thì màu
thường á, mình cắm vô á thì nó sẽ màu đỏ, khi mình sạc đầy rồi nó sẽ hiện đi màu xanh là ok đó, pin đã đầy. Nhưng mà tôi nói các bạn nghe một tin mừng là về cái pin viên pin này là bạn mình xài cũng nhiều nhưng mà pin này mình xài liên tục cỡ 1 tháng rưỡi mới hết các bạn, 1 tháng rưỡi mới hết pin pin. Radio này mức tiêu thụ pin rất là thấp nên ai xài nhiều anh cho là nửa tháng hay là 1 tháng luôn xài, mà mình chỉ pin sạc thôi đó, gì đâu có gì hết á. Còn đặc biệt viên pin này ra qua ngoài tiệm điện tử, ủa tiệm sửa bán điện thoại mình mua nguyên pin này về, viên pin điện thoại nào cũng được bạn, tại tất cả pin điện thoại mà bấm này nè là của mình hiện nay đang xài mức pin là nguồn của nó là 3.7W hết, không có kể cả pin pin smartphone luôn cũng 3.7W, các bạn yên tâm không có gì hết. Rồi thế đó là xong rồi đó các bạn. Các bạn sạc này ý ra thì pin này mặc dù nó nhỏ nhưng mà dung lượng nó xài rất là êm các bạn, xài khỏe lắm. Thì ở đây mình chia sẻ cái chủ đề này á, là tóm tắt lại cái chủ đề chính này á, là tận dụng được cái nguồn điện mình xài trong gia đình á, sạc cho pin pin này nè, lời cho 1 năm trời cho những người xài radio thường, lời ra một số tiền nào đó, mình có thể dành số tiền đó mình làm cái công chuyện khác, mặc dù nó không nhiều nhưng mà cũng tiết kiệm một phần nào nguyên 1 năm trời của mình xài radio các bạn. Rồi cuối cùng á, thì sẽ test cho các bạn coi luôn, rồi mình lắp ráp luôn rồi xong, đúng cực nha các bạn. Kẹp nè, dây đen nè là âm á, cực âm á, gắn pin vô rất là nhẹ nhàng. Cái này mình làm cái này radio mình thêm nó nhẹ nhàng hơn nữa, nó nhẹ hơn cái radio kia, hai bên kia nặng lắm các bạn, hơi nặng. Rồi đó, cắp nguồn ghim vô, các bạn chú ý là phải hàng ở chỗ này có một cái sợi dây đồng ra, là mình có cái chỗ là mình kẹp vô các bạn, nó gì đó. Rồi làm gọn dây lại này kia, rồi gắn cái này vô. Rồi các bạn, xong rồi đó. Rồi, dĩ nhiên sóng đài bắt lên nguồn vẫn có bình thường. FM mà. Đó, đây là đài truyền hình Kiên Giang, mình ở tỉnh Kiên Giang nên là FM nè, bắt đài dưới này Kiên Giang đó, bạn xài liên tục, xài thoải mái lắm, pin xài thoải mái luôn các bạn, nào hết thì cứ kẹp vô cái cục sạc sạc thôi, chắc là ok. Đối với một người mà radio người lớn lớn tuổi chút xài rất ok các bạn, im luôn á. Rồi chủ đề chính mình là chia sẻ các bạn về chủ đề đó, thì pin nè, pin bạn mua này kia. Rồi các bạn kênh này á là kênh sáng tạo, mình chia ra những chia sẻ ra những cái ý tưởng này mới, mình tìm hiểu này kia, không có giấu giếm gì, chia sẻ cho các bạn tìm hiểu, có thể học hỏi. Mạng YouTube là trang YouTube là trang chia sẻ video mà các bạn, mình học được video của người ta trên mạng thì mình phải chia sẻ lại video của mình, hai bên mình hỗ trợ kiến thức cho nhau thì phát triển kiến thức thôi. Nên các bạn thấy kênh này thấy hay á, video hay, các bạn có thể like, nhấn nút đăng ký để xem tiếp theo những video và mới để cập nhật liên tục, chia sẻ cho các bạn những video mới nhất liên tục. Bây giờ xin chào các bạn nha, năm mới cũng gần tới, xin các bạn
năm mới vui vẻ. Đó. Xin chào các bạn.